Ôi nó khó chạy thiệt chứ. Không biết sao em chạy được hay thiệt. Chạy cái quen hả? Ờ, cứ nhớ xe kia là móc lên là nó vô. Mà này phải đạp xuống. Đó, lộn hoài luôn. Quay rồi. Wow. Ôi. Ok. Ê, ê, ê. Ok, hello mọi người nha, hello, chào mọi người nha. Chào mọi người quay trở lại với channel Hồng Hậu Ninja 400. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip moto vlog trên cái con Duke Ed này ha. Với lại thì hôm nay mình có rất là nhiều điều muốn nói với các bạn về cái vấn đề xung quanh con Duke Ed này. Đầu tiên nãy giờ mới lên xe thì cũng chưa có quen lắm, các thao tác nó còn bị lộng cộng quá. Tại vì đây là tay côn nhưng mà cái số của nó, nó giữ nguyên, nó nói sao ta. Đó, mình để tới 3-4 ngàn mình mới chạy được, chưa quen. Tức là thay vì xài côn á, mà mình bóp côn mà mình móc lên là vô số, còn này chỉ đạp xuống là vô số. Thì cái số của nó vẫn giữ nguyên của chiếc 50 xe cơ bản, chứ không phải là lên bộ số của côn tay như mấy chiếc ẹt ha. Nó không có xài, không có móc. À, đạp xuống là vô số, mà móc lên là trả về số. À. Rồi. Giờ hôm nay mình sẽ nói về một cái vấn đề xoay quanh con Duga ẹt, đó chính là vấn đề về những cái việc mà ghen ăn tức ở. Trời, tôi nhớ mấy tháng trước là có làm về cái vấn đề ghen ăn tức ở với mô tô rồi. Hôm nay lại phải làm về vấn đề ghen ăn tức ở với Duke Ed. Nani? Cái gì? Tao cũng bị ghen ăn tức ở à? Mà hỏi ghen ăn tức ở với ai? Với một cậu nhóc 16 tuổi tự làm chiếc xe. Ôi trời ơi, mệt mỏi. Đó, hôm nay mình phải lặn lội từ Sài Gòn chạy về để mượn chiếc xe chạy thử. Thì đầu tiên là mình sẽ review về cái cảm giác lái cho mọi người ha. Thì đầu tiên cảm giác lái của con này á, thì cái máy của nó là máy 50, tuy nhiên thì nó phải kéo một cái trọng lượng cơ thể nhất định, với lại một cái kết cấu rất là khác biệt so với chiếc 50 bình thường, thì nó đâm ra nó hơi khó chạy một chút xíu. Máy thì hơi yếu chút xíu cho nên nó rất là chậm. Đó, kết cấu trên chiếc xe này nó hơi bự. Đề ba rất là mắc cười luôn. Với lại cái tay này thấp quá, hai cái tay lái này để thấp quá, vậy nó hơi chồm. Nó chồm giống mô tô thiệt nhưng mà nó rất là khó điều khiển ha. Chỉ phù hợp với chủ xe thiết kế sao thì để chủ xe chạy luôn rồi. Còn này nếu mà một cái bạn nào khác lên thì chắc mình nghĩ chắc chạy không được đâu. À, có nhiều, có mấy clip mà mình review á, mình sẽ để ở trên mạng cho các bạn xem ha. Hai clip rồi, mình review hai clip về cái những cái thiết bị, những cái tính chất cơ bản của con xe này rồi, các bạn có thể ghé vào hai clip đó để xem. Còn bây giờ thì cảm giác lái thì nó rất là bình thường. Cái tay lái nó thấp nè, nó hơi khó lái thôi, chứ còn mà vô số lên ga chạy thôi cũng không có vấn đề gì. Chỉ có cái là về cái hệ thống số thì mình còn hơi lộng cộng về cái việc mà bóp côn rồi phải đạp tới.
nó hơi khó nhớ xíu, lâu lâu bị móc lộng số á. Với lại chạy thì xe nó yếu thôi, nhìn tổng quan là vậy, tại vì máy 50 mà. Thì về cái việc mà review trải nghiệm lái con này thì nó hơi khó thiệt. Nếu mà anh em nào có cơ hội bạn Phú mà cho mượn thì các bạn lái các bạn sẽ hiểu thôi, hơi khó lái thiệt. Nhưng mà cái cảm giác mà đi trên đường á, nhiều người nhìn mắc cười lắm, nhìn còn hơn mô tô nữa. Và bây giờ mình sẽ quay về cái vấn đề là gan ăn tức ở ha. Thì mấy tháng trước mình có làm về vấn đề gan ăn tức ở với mô tô rồi, như nãy mình vừa mới nói. Thì hôm nay tiếp tục là hiện tượng gan ăn tức ở xảy ra trên một con Ducat đi gan ăn tức ở với một bạn 16 tuổi tự làm, trong khi những người đi gan ăn tức ở là những người có khả năng lớn tuổi hơn và có khả năng là có gia đình rồi mà cũng đi gan ăn tức ở với một gọi là một thằng nhóc. Cho không hiểu cái liêm sỉ để đâu luôn. Cái nhất là xe này tự bạn đó làm, các bạn có thể thấy là từ đầu tới đuôi tự ráp rồi, tự chế mũ, tự gắn dàn điện, tự ghé cục máy lên như nào đó, rồi đủ thứ luôn. Nói chung là xe cần gì là tự gắn vô hết đó. Các bạn nói là chế yên solo thì bạn đó cũng đang làm luôn, đang tự chế luôn. Và cái đó là cái việc là cái tài năng của người ta thì người ta tự làm được, thì cái đó là một cái điều đáng khen chứ có gì đâu mà phải gan ăn tức ở với cái việc mà tài năng của người ta. Còn cái hai á, là nói á, 16 tuổi tiền đâu mà độ 160 triệu vậy, thì cái đó là vô duyên nữa. Hỏi tiền đâu thì tiền của gia đình người ta. Ơ đủ cái xe này nó không có cái thắng trước. Không có thắng trước và hơi khó chạy xíu. Thì tiền đâu, tiền của cha bạn nói chứ đâu. Tiền của gia đình người ta làm ra thì người ta có quyền chơi thôi, chứ có cái gì đâu mà mấy ba mấy mẹ cứ ba vô nói 16 tuổi tiền đâu mà đào ra. Chứ không lẽ nó vô đào nhà các bạn ra lấy tiền ra đậu xe mà các bạn nhảy dựng dữ vậy. Người ta đâu có vô tới nhà mà móc két sắt nhà các bạn ra mà để làm xe của người ta đâu mà sao các bạn nhảy dựng làm gì. Tiền làm ăn chân chính nó có được thì người ta chơi được, đó là chuyện thường. Còn cái việc á, là sử dụng tiền của bố mẹ, các bạn đừng có bao giờ nói là đó giờ các bạn chưa bao giờ sử dụng tiền của bố mẹ. Ngay từ khi các bạn sinh ra đời á, là bắt đầu các bạn đã ăn bám bố mẹ rồi. Cái quan trọng á, là cha mẹ của người ta thương thì người ta cho tiền làm xe. Ví dụ như các bạn nhỏ, cha mẹ các bạn thương thì cho tiền các bạn ăn học, nuôi cho tới lớn. Tới lớn lên các bạn giỏi, các bạn muốn tự lập thì đó là chuyện của các bạn. Còn người ta 16 tuổi vẫn chưa tới tuổi phải đi làm, 18 tuổi mới gọi là tự lập. Thì cái đó chuyện mà cha mẹ bạn nó đầu tư để cho tiền bạn nó thiết kế một chiếc xe như thế này thì cũng là chuyện của người ta, chứ có cái gì đâu mà sao mấy ba mấy má nhảy dựng lên thiệt. Nhảy dựng trên kênh YouTube mình chửi này chửi nọ không biết để làm gì. Thì khi nào á, các bạn á, mà mới sanh ra các bạn không phụ thuộc vào cha mẹ, mà không ai mà mới sanh ra mà không phụ thuộc tiền vào một bất kỳ ai mà tồn tại trên đời này được á, cái nhớ các bạn muốn phát triển tư duy thì các bạn cũng phải cần một cái sự đầu tư nhất định từ một người nào đó. Các bạn muốn làm một cái gì đó mà các bạn không có vốn, không có sự đầu tư, lấy gì các bạn làm? Ngay cả việc mà các bạn muốn làm cái gì nhỏ nhặt nhất cũng phải có cái nguyên vật liệu, thì cái đó lấy đâu ra thì phải có sự đầu tư, chứ các bạn đi lượm ai chó. Mình nói đơn giản thôi, mình cũng không muốn nói nặng, mình chạy từ Sài Gòn dễ mệt quá. Mình chỉ nói đơn giản mấy chuyện ví dụ đơn giản vậy thôi ha. Đó thì cái việc mà tiền mà xài của ba mẹ là bình thường, tại vì cơ bản là bạn đó chưa tới tuổi là phải lao động, chưa tới tuổi lao động, vẫn còn trong tuổi ăn tuổi học. Thì cái việc á, không học chữ thì học nghề, mà không được học được trong trường lớp thì học ở ngoài đường đời. Bạn đó nhìn được trên mạng làm như nào, sau đó bắt chước làm theo, thì cái đó là cái chuyện của bạn đó. Học được thì cha mẹ bạn đó đầu tư vô nó học thôi, chứ có cái gì đâu mà trời đất ơi. Xe này độ 160 không đáng, rảnh rồi rồi lấy tiền bố mẹ chứ 16 tuổi tiền đào đâu ra, rồi phá hoại, rồi ôi trời ơi thiệt. Trong khi các bạn có biết là
ví dụ như các bạn có cái thời gian rảnh để các bạn ngồi đó, các bạn có thời gian rảnh để các bạn ngồi đó mà gõ được cái bàn phím như vậy á, thì á, các bạn đâu có nghĩ là các bạn cũng từng ăn, gọi là mình nói thẳng là ăn bám bố mẹ. Thực chất á, cái từ ăn bám đó, nó sai hoàn toàn, là các bạn được bố mẹ nuôi. Mình cũng vậy, bạn Phú này cũng vậy. Cái thời gian các bạn bỏ ra mà để chửi người ta, các bạn nên bỏ ra để học hỏi thì nó sẽ tốt hơn ha. Thì thiệt sự á, là trên đời này mình nghĩ á, là không có gì là không đáng cả. Cái á, mà nó đáng hay không á, là do các bạn có chịu chấp nhận nó hay không thôi, chứ thực chất không có gì là hoang phí. Ví dụ á, các bạn chấp nhận một số tiền mà để độ con xe này á, thì thực sự đối với bản thân các bạn, đối với người thân, gia đình của các bạn, bạn bè của các bạn, nó là một điều không hề hoang phí. Còn ví dụ như các bạn mà làm một điều gì đó mà người khác cảm thấy hoang phí, lâu lâu mình bị móc lộn số cái nó vậy đó, móc lộn số cái nó trả về số, móc lời cái nó trả về, hơi khó chạy xíu, không sao đó, miễn sao các bạn hài lòng với cuộc sống là mình thấy được rồi. Không cần phải ví dụ như các bạn comment chửi, thật chất là cả ngàn comment chửi đó là mình và bạn đó, thậm chí các bạn của mình đều đọc được hết, nhưng mà chả ai quan tâm đâu. Hôm nay mình nói, tại vì á, thật sự á, nếu mà không quan tâm thì sẽ không nói. Mà hôm nay mình nói á, là tại vì mình nói cho những người quan tâm mình. Tại vì người ta hỏi á, mày làm như vậy rồi người ta chửi mày, thì mày thấy như thế nào? Đấy, mình đây mình nói cho những bạn quan tâm kênh mình, quan tâm bạn Phú làm xe như thế nào biết. Chứ mình không có nói cho mấy bạn mà không quan tâm đâu. Đó, thì cuộc sống ai cũng vậy á. Nếu mà các bạn làm được, các bạn hài lòng với cái việc mà các bạn làm, thì đó, điều đó không bao giờ hoang phí, không bao giờ là khùng điên cả. Chỉ có việc các bạn mà làm những điều trái pháp luật, buôn bán này nọ nọ kia mà nó trái với quy định pháp luật, ma túy chẳng hạn, thì cái đó là một cái tào lao ha. Mình so sánh cũng hơi tào lao giữa cái việc đậu xe và việc buôn bán chất gây nghiện trái pháp luật là cũng hơi tào lao, nó cũng không có liên quan lắm. Sorry mọi người. Thì nói chung là mình có một cái khoản đầu tư vào một cái vấn đề nào đó đúng nghĩa của mình thì nó không hoang phí, không tào lao, thế thôi. Còn việc á, độ chiếc xe này có nhiều bạn comment là công an chắc thích điều này. Trời ơi thiệt, nản thiệt. Ví dụ mà nói đơn giản thôi, đang chạy mà gặp công an thì né đi, chứ hỏi công an bắt không, bắt chắc. Đi xe này đổi về bắt không, bắt 100% bắt. Còn cái việc á, công an thích thì kể công an, mình thấy công an mình né, trước mắt là mình né họ, mình né họ, họ không thấy mình, họ không bắt. Còn cái việc nói độ xong ra được công an bắt này nọ thì thôi khỏi độ. Còn việc mà mình thích thì mình cứ độ mình chơi thế thôi. Nhưng mà mình độ vô đây mình làm gì? Mình chơi đẹp, người ta ngắm. Ngắm chứ, người ta ngắm chứ. Ôi trời 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 trời. Ê Phú, trả lộn số hoài không có thắng số được. Mấy cứ, anh cứ móc lên cái lại vô à. Anh nói chứ nãy giờ bạn Phú đang ngồi sau lưng mình nè. Hello các ai, đưa cái tay lên hello các ai. Hello mọi người cái, đưa cái tay lên vậy nè. Đó, nãy giờ mình đang chở bạn Phú sau lưng cho nên xe chạy hơi chậm, 50 mà còn tống 2 nữa. Tại vì chở theo sợ cái xe nó có vấn đề gì đó thì có người sửa, chứ mình đâu có rành về nó đâu mà mình sửa. Đó, nãy giờ mình nói về cái việc ghen ăn tức ở ha. Vấn đề mà tào lao nhất của ngày hôm nay. Hơi khó chạy thiệt. Tiếp theo nữa là cái vấn đề mà cục máy 50 như thế này thì kéo được, chạy được như thế nào. Thì đó, bữa mới có cái clip đi lên tới Thủ Đức để ốp đại hội rồng 15. Các bạn có thể thấy là từ ở dưới Mỹ Tho lên tới Thủ Đức cái đoạn đường xa như thế nào. Mà chạy cũng tới thôi, có điều nhanh hay chậm thì mình nói thẳng luôn là chậm.
hơi chậm, nhưng mà đâu sao, mình đi phân khối lớn mà nó đi chiếc này vẫn chạy theo được là coi như là quá tốt rồi. Hôm bữa đi thì mới biết được cái tên xe này do các bạn kia đặt, đó chính là Ducati máy ngang. Mình không biết đặt như vậy là nó một cái sự như nào, nhưng mà mình thấy cũng khá là vui. Thì có sao ta nói vậy thôi, cũng đâu có thành vấn đề. Ủa, nãy giờ nó không có km trên giờ. Nó không có km trên giờ á, không có km trên giờ á. Móc, móc. Dạ, ừ. Ủa nãy giờ anh đánh hết vòng rồi đúng không? Ủa hơi khó chạy thiệt chứ. Thực tế đối với mình thì nếu mà mình có tiền mà có khoản tiền nhất định thì mình sẽ đầu tư một con F-150, sau đó đổ dán y chang giày để mình chơi. Mà hẳn thôi một con F-150 luôn, chạy cho nó đã. Tại vì nhìn cái dán này cũng mắc cười, rất là vui. Thì có rất là nhiều vấn đề gây ăn tức ở mà xảy ra ở hai cái clip kia, thì mình tổng hợp lại thì có những vấn đề mình cũng không muốn trả lời, mình cũng không cần trả lời. Những vấn đề nào cần trả lời thì mình đã trả lời trong clip này, đó chính là việc hỏi tiền đâu, vô duyên, rồi đầu tư không đáng, rồi sao gọi là không đáng, rồi gì nữa. Đại khái là các việc mà xung quanh chửi cũng nhớ nhiều đó. Rồi những cái chửi tục thì thôi bỏ qua, những cái chửi tục thì không cần xem. Đó, chỉ vậy thôi. Rồi nói là nhìn kỹ cái vấn đề mà khùng nhất của những người cào phím, đó là cào được cái câu này mà mình không hiểu làm sao mà có cái tinh thần mà để cào được cái câu này cũng hay. Nhìn kỹ đi, cục máy 50 kìa. Trời mẹ ơi, ngay đầu clip là đã giới thiệu đây là chiếc F-50 rồi mấy mẹ. Thiệt luôn, tôi không hiểu mấy mẹ suy nghĩ gì luôn. Nhìn kỹ đi, bản số 50 kìa. Trời ơi, thiệt. Khỏi nhìn kỹ, chỉ cần nghe kỹ mình nói cái gì là biết đây là xe 50. Rồi đây là quay ông nội tao. Đã bảo máy F-50. Rồi đây là xe tàu. Dạ, F-50 xe tàu. Chính xác luôn. Mà cũng đã giới thiệu rồi chứ không phải giấu giếm. Các bạn hiểu vấn đề mình nói không? Cái quan trọng là mình đã nói hết mọi thông tin. Thì nếu mà nói thẳng ra thì xe này không phải là xe xịn ha. Cho nên đừng có dựng trong cái clip nữa. Mình mệt mỏi quá rồi. Nếu mà cần gì thì coi kỹ từ đầu tới cuối sẽ biết. Mình không hề giấu giếm bất cứ cái gì khi mà mình review xe cho các bạn xem ha. Có cái gì nói cái đó, dễ hiểu, dễ nắm bắt thế thôi. Chứ không có vụ mà xe này xe 50 mà dám nói xe 150 để cho các bạn nhào vô bắt bẻ, bắt lỗi. Tiếp theo nữa là cái việc mà mình muốn nói lại cái quan điểm cá nhân. Thì đối với những người như thế này, mình cực kỳ trân trọng luôn. Khi mà mình chơi xe ha, mình ví dụ như mình đi chiếc N4, ví dụ mình thấy một cái chiếc mà nó bự chà bá phân khối hơn, chưa hẳn mình chơi chung. Thật, mình phải coi là người ta, cái nhất là người ta có thiện chí chơi mình hay không, hay là cái mặt người ta khinh khỉnh. Khinh khỉnh tức là mày có 400, tao 1000, tao đéo chơi chung mày. Ủa, chắc tôi cần chơi chung mấy người quá. Vậy hả? Còn cái việc á, mà những người như thế này mình rất là chiêu mộ luôn. Tại vì á, là tự sáng tạo nó sẽ hay hơn là cái việc là mua sẵn lắp vào. Nó chả có gì khác biệt ngoài cái việc là bắt chước ha. Còn cái này là một cách khác biệt luôn, mà tự làm nó rất là hay ha. Đó là về cái tài năng bẩm sinh của người ta. Mà những người như thế này thì không trân trọng đi, trân trọng những người mà quá bình thường để làm cái gì. Thì nếu mà ai bình thường, nếu mà mình nói vừa mới nói câu đó ra thì sẽ có bạn chửi, thì tức là chứng tỏ các bạn là một người quá bình thường. Còn nếu mà các bạn không chửi thì chứng tỏ các bạn một người là có tài năng. Thế thôi, còn chửi nhột thì chửi. Mình nói như vậy thì các bạn nào nhột đó thì chửi là chứng tỏ các bạn là một người bình thường. Thế thôi, mình cũng chả quan tâm với các bạn chửi làm gì.
không, càng chửi mình càng ra nhiều clip lắm, cho nên cứ việc chửi đi. Thậm chí mấy bạn nào mà bạn của mình á, vô comment chửi đại đi, chửi càng chửi nhiều clip càng lên, thề luôn. Clip nào mà không được chửi thì trời tôi buồn ghê luôn á. Cứ đăng cái clip lên không được chửi là cái clip nó chìm xuống, mà đăng cái clip lên mà nhào vô chửi, chửi chừng 100 câu thôi là từ đây tới tối lên 1000 câu. Mà càng chửi nhiều á, clip càng nổi. Mấy nay là mình sống nhờ cái việc ăn chửi. Cứ gạch đá là mình có tiền, cho nên cứ việc gạch đá. Bè ai thân thuộc với mình cứ gạch đá nhiều cũng được, đừng cho mình có tiền. Trời ơi, vậy mới ngon hơn chứ. Khen đâu có được tiền đâu, chửi mới được tiền. Nay quay clip chạy xe này chắc chửi xe như cục cứt. Hiện tại mới chạy được một vòng quay về. Nón đầy logo. Cái này hot trên mạng lắm nha. Nón đầy logo. Mà nón này nón nửa đầu, dán logo không sao. À, sẵn tiện giới thiệu mọi người, đây là tên của nhóm mình ha. Nãy giờ mình chạy thì Phú ngồi ngoài sau ấy, bây giờ sẽ hỏi cảm giác ngồi ngoài sau khi mà không có cái đầu gác chân nha. Không có đầu gác chân nha, người ngoài sau cảm giác như thế nào? Ngồi ngoài sau ấy, ngồi như xe bình thường vậy á, mà không có gác chân sau á thì cái cảm giác nó như là mình thả lỏng vậy á. Mà khi mà thắng gấp á, hoặc là trả số mà quá gấp á thì các bạn sẽ buồn gì trước, sẽ bị buồn gì trước, tại không có gì ở bên trong á. Cho nên lắm cái gác chân vô đây, chứ hôm bữa nó chở rồi mình ngồi về sau cũng cảm giác y chang vậy, ngồi cứ ghìm hai cái đít. Nói chứ thì đang trên kế hoạch là một cái yên solo ở ngoài sau, chỉ chạy một người thôi. Đó, thì hôm nay mình có một số vấn đề muốn nói như vậy thôi. Thì bây giờ cũng đã hết video rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình ha. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.